cái việc mà thờ cúng tại gia làm trong cái dằm tháng 7 thế nào, rồi các nghi lễ y tại gia mà làm trong cái công ty cửa hàng hay là cái nhà máy xí nghiệp của mình thế nào, rồi các cái nghi lễ thực hiện phóng sinh cũng như việc nên hay không nên trong trình đồng cổ và xây dựng làm nhà với cái thời điểm dằm tháng 7. Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ với chị và các bạn về cái nội dung là cái việc mà cúng dằm tháng 7 tại gia thế nào. Bản thân là rất là nhiều những chuyên gia phong thủy cũng như là trong những cái buổi talk show, buổi chia sẻ lần trước tôi đã nói rất nhiều về cái phần mục đích, rồi ý nghĩa, rồi vai trò, rồi các cái nội dung liên quan đến những điều kiêng kỵ trong dằm tháng 7. Anh chị có thể theo dõi các cái video mà tôi đã chia sẻ trong những cái một vài tháng, một vài năm vừa qua. Thì trong video này chúng ta sẽ đi sâu vào nội dung, tức là cái dằm tháng 7 thì cái việc nghi thức nghi lễ trong việc cúng bái là như thế nào, bản chất cái việc mà văn hóa thờ cúng của người Việt đó là cái cách chúng ta giáo dục cái đạo hiếu, đó là cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, rồi là cái nơi chúng ta nói lên cái văn hóa, nói lên cái tư tưởng, nói lên cái mong cầu của mình để chuyển hóa cái đấy thành cái năng lượng giúp anh chị tích cực hơn trong cuộc sống. Cho nên là là vào thời điểm trong tháng 7 chúng ta biết đây là cái lễ Vu Lan báo hiếu, đây là cái lễ mà con cái báo hiếu cha mẹ, đây là cái lễ mà xá tội công nhân. Cho nên thành ra là một năm thì có trong nhà anh chị, thì trong nhà chúng ta thì nhiều khi có những người mà mất không có người thừa cúng ở hàng này, trong họ này, hay là trong nhà mà chẳng mà anh chị mà sẩy nhỡ này, đúng không ạ, hoặc là con cái mà thế nào đó, đúng không ạ, thì những cái vong linh như vậy thì người ta hay gọi là những cái người mà kém may mắn. Còn chưa kể những trường hợp mà những cái vong linh khác, ví dụ như là chết đường, chết chợ, chết cầu, chết cống, rồi không có chết, không có ở nhà chẳng hạn, thì người ta tính một cái ngày lễ chung, tức là một cái ngày để thực hiện việc đấy, đó là trong cái giai đoạn dằm tháng 7. Cho nên ra là cái giai đoạn để mà tốt nhất để thực hiện cái lễ cúng trong dằm tháng 7 thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 âm lịch, nó sẽ kéo dài cho đến ngày 16, tức là đến hết cái ngày 16. Thông thường thì ở ngoài Bắc thì chúng ta có thể làm đến ngày 15, trong miền Nam thì chúng ta làm hết đến ngày 16 âm lịch. Qua ngày 16 âm lịch, tức là hết cái thời điểm cái trăng tròn nhất, tức là âm cực thịnh, thì bắt đầu là người ta sẽ không có làm cái nghi thức nghi lễ này nữa. Cho nên bây giờ là ở tại gia thì chúng ta sẽ thực hiện cái nghi thức dằm tháng 7. Thì khi mà thực hiện cái nghi thức dằm tháng 7 này thì nó sẽ có mấy cái việc cần, như sau cần phải làm. Cái việc thứ nhất đó là cái văn yết cáo gia tiên, tức là cái việc mà thần linh gia tiên, tức là chúng ta làm lễ để mà tạ thần tại gia, đúng không ạ, vì công đức có thần bảo hộ che chở, cho nên đi tà sát quỷ làm cho gia đình bình an.